Cô chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học mới, cô mời các em quan sát hai hình sau rồi nhận xét về cách sắp xếp sách vở ở hai hình. Hình thứ nhất, sách vở để rất là lộn xộn. Hình thứ hai là sách để từng loại trong từng ngăn riêng. Vậy cách sắp xếp sách vở ở hình nào dễ tìm hơn? Chúng ta có thể nhận thấy cách sắp xếp sách vở ở hình 2 dễ tìm hơn. Tương tự như vậy, nếu các tài liệu có trong máy tính được lưu trữ tùy tiện, lộn xộn thì việc tìm kiếm sẽ như thế nào? Các tài liệu được lưu trữ trong máy tính một cách tùy tiện, lộn xộn thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn và tốn thời gian. Vậy làm sao để chúng ta dễ dàng quản lý và sử dụng các tài liệu có trong máy tính? Để trả lời câu hỏi này, cô mời các em chúng ta cùng đến với bài số 6, thư mục. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay giúp các em làm quen với thư mục và thư mục con. Thực hiện được các thao tác tạo mới, đặt tên, mở thư mục. Giúp các em biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lý các thư mục. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào mục A lớn, hoạt động cơ bản. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thư mục. Đây là hình ảnh của một thư viện. Qua quan sát, các em có thể thấy trong thư viện có rất nhiều kệ sách. Mỗi kệ sách lại được chia thành các ngăn. Và mỗi ngăn lại chứa một loại sách. Cách sắp xếp như vậy sẽ giúp việc tìm kiếm các quyển sách nhanh hơn, giúp cô thủ thư quản lý các loại sách dễ dàng hơn. Giống như kệ sách để lưu trữ các sản phẩm khi làm việc với máy tính và giúp việc quản lý, tìm kiếm các sản phẩm này dễ dàng hơn, người ta tạo ra các thư mục trong bộ nhớ của máy tính. Trên hình ảnh là thư mục lớp 3. Mỗi thư mục lại có một biểu tượng và tên. Trong mỗi thư mục lại có thể tạo ra các thư mục con khác nhau. Trên hình ảnh là thư mục lớp 3H và lớp 3Y là thư mục con của thư mục khối 3. Cô mời các em quan sát hình ảnh cây thư mục ổ đĩa D. Trong ổ đĩa D có thư mục trường em. Hai thư mục khối 4 và khối 3 nằm lệch về phía bên phải so với thư mục trường em. Đây chính là hai thư mục con của thư mục trường em. Hai thư mục khối 4 và khối 3 nằm thẳng hàng nhau. Đó là hai thư mục cùng cấp. Thư mục lớp 3A và lớp 3B nằm lệch về bên phải so với thư mục khối 3. Như vậy, thư mục lớp 3A và lớp 3B là thư mục con của thư mục khối 3. Thư mục trường em được gọi là thư mục mẹ. Và ổ đĩa D được gọi là thư mục gốc. Vậy thư mục gồm có, đó là thư mục gốc, thư mục mẹ và thư mục con. So sánh hình ảnh cây thư mục và hình ảnh thư viện các em vừa quan sát ở trên, các em có thể nhận thấy thư mục giống như một ngăn sách. Ngăn sách chứa các ngăn nhỏ hơn, còn thư mục chứa các thư mục nhỏ hơn, gọi là thư mục con. Và tiếp theo, cô cùng các em sẽ tìm hiểu các bước để tạo một thư mục. Yêu cầu của đề bài đó là em thực hiện tạo một thư mục có tên lớp em trên màn hình nền theo hướng dẫn. Bước 1, nháy chuột phải lên màn hình nền vào vùng trống. Bước 2, nháy chọn New rồi chọn Folder. Bước 3, gõ tên thư mục có tên lớp 3A vào ô New Folder rồi nhấn phím Enter. Sau đây cô mời các em cùng quan sát các bước thực hiện. Bước thứ nhất, nháy nút phải chuột lên màn hình nền. Bước thứ hai, nháy chọn New rồi chọn Folder. Bước thứ ba là gõ tên thư mục có tên lớp 3A rồi nhấn phím Enter. Như vậy, thư mục có tên lớp 3A đã được tạo trên màn hình nền.
Và đây chính là biểu tượng của thư mục lớp 3A. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thao tác mở thư mục. Yêu cầu của đề bài đó là em thực hiện mở thư mục có tên lớp 3A đã tạo ở hoạt động 2 theo hướng dẫn. Bước 1, nhấn nút phải chuột vào thư mục cần mở. Bước 2, chọn Open, xuất hiện cửa sổ thư mục lớp 3A. Và sau đây là các thao tác mở thư mục. Bước thứ nhất là nháy chuột phải vào thư mục lớp 3A. Bước thứ hai là chọn Open. Khi đó chúng ta sẽ thấy xuất hiện cửa sổ thư mục lớp 3A. Và thư mục lớp 3A không có gì bên trong, được gọi là thư mục rỗng. Ngoài cái thao tác mở thư mục như cô vừa hướng dẫn thì còn có hai cách mở thư mục như sau. Cách thứ hai là các em nháy chuột hai lần liên tiếp, tức là nháy đúc chuột vào thư mục cần mở, khi đó cũng sẽ xuất hiện cửa sổ thư mục. Cách thứ ba là nháy chuột vào thư mục cần mở rồi nhấn phím Enter, khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ thư mục. Khi không muốn làm việc với cửa sổ thư mục nữa thì chúng ta thực hiện thao tác đóng thư mục. Và yêu cầu của đề bài là em thực hiện nháy chuột lên các nút lệnh điều khiển cửa sổ, quan sát sự thay đổi trên màn hình rồi đánh dấu X vào ô vuông ở câu đúng. Để đóng cửa sổ thư mục đang mở trên màn hình, em nháy chuột vào nút lệnh nào? Trở lại với cửa sổ thư mục lớp 3A, quan sát ở góc phải trên cùng của cửa sổ, các em sẽ thấy có 3 nút lệnh. Nút lệnh thứ nhất đó là Minimize, sẽ giúp thu nhỏ cửa sổ về mức nhỏ nhất, tức là ẩn về thanh text bar. Nút lệnh thứ hai đó là nút lệnh Restore Down, sẽ giúp thu nhỏ cửa sổ về mức trung bình hoặc phóng to cửa sổ. Và nút lệnh có biểu tượng là chữ X, tức là nút lệnh Close, sẽ giúp đóng cửa sổ. Như vậy, câu trả lời của chúng ta chính là đáp án C. Để đóng cửa sổ thư mục đang mở trên màn hình, em sẽ nháy chuột vào nút lệnh Close có biểu tượng hình chữ X. Khi không muốn lưu trữ một thư mục nào đó trong máy tính, thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác xóa thư mục. Để xóa thư mục, em thực hiện các bước sau. Bước 1, nháy nút phải chuột lên thư mục muốn xóa. Bước 2, nháy chọn Delete. Bước 3, nháy chọn Yes để xóa. Các em lưu ý, để xóa được thư mục, em phải đóng thư mục đó trước khi xóa. Và thứ hai là chỉ xóa thư mục khi em chắc chắn muốn xóa. Và sau đây, cô mời các em cùng sang hoạt động thực hành. Yêu cầu của bài 1 đó là em thực hiện lần lượt các thao tác: tạo thư mục lớp 3B trên màn hình nền, mở thư mục lớp 3B, đóng thư mục lớp 3B, xóa thư mục lớp 3B. Để tạo thư mục lớp 3B trên màn hình nền thì chúng ta sẽ nháy chuột phải lên vùng trống, sau đó chọn New và chọn Folder. Tại đây chúng ta sẽ đặt tên thư mục là lớp 3B, sau đó nhấn phím Enter. Tiếp theo, để mở thư mục lớp 3B thì các em nháy đúc chuột vào thư mục lớp 3B. Để đóng thư mục lớp 3B, chúng ta sẽ nháy chuột vào nút đóng ở góc phải trên cùng cửa sổ. Yêu cầu của bài tập số 2, em thực hiện lần lượt các thao tác sau: tạo thư mục lớp 3C trên màn hình nền, mở thư mục lớp 3C, tạo thư mục An, tạo thư mục Bình, tạo thư mục Khiêm và cuối cùng là đóng thư mục lớp 3C. Và sau đây là các bước thực hiện. Trước tiên là chúng ta sẽ tạo thư mục lớp 3C trên màn hình nền bằng cách nháy chuột phải lên vùng trống, sau đó chọn New và chọn Folder. Tại đây chúng ta đặt tên là lớp 3C. Tiếp tục,
Mở thư mục lớp 3C bằng cách nhấn đúp chuột vào thư mục lớp 3C. Tại đây chúng ta sẽ tạo thư mục An. Ngoài cái cách mà cô vừa hướng dẫn các em là nháy chuột phải lên vùng trống và chọn New rồi chọn Folder, thì các em có thể thực hiện bằng cách là nhé chuột vào nút New Folder ở trên thanh công cụ. Và tại đây các em đặt tên thư mục là An. Sau đó nhé chuột ra vùng trống. Tạo thư mục Bình Khiêm chúng ta cũng thực hiện tương tự. Sau khi tạo xong ba thư mục con của thư mục lớp 3C là An, Bình, Khiêm thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác đóng thư mục lớp 3C. Yêu cầu của bài 3: trao đổi với bạn rồi đánh dấu x vào ô vuông ở cuối câu đúng. Mở thư mục lớp 3C đã tạo ở mục 2, em sẽ không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy thư mục An. Nhìn thấy các thư mục An, Bình, Khiêm. Cô mở thư mục lớp 3C. Và trong thư mục lớp 3C, chúng ta quan sát thấy có các thư mục con đó là An, Bình, Khiêm. Vậy đáp án của chúng ta ở đây đó là đáp án thứ 3. Nhìn thấy thư mục An, Bình, Khiêm. Tiếp theo chúng ta sang mục C lớn. Hoạt động ứng dụng mở rộng. Yêu cầu của đề bài đó là em thực hiện theo các yêu cầu sau. A. Tạo thư mục có tên em trên màn hình nền. B. Nhấn chuột vào thư mục tên em vừa tạo, nhấn phím Delete rồi nhấn phím Enter. C. So sánh cách xóa thư mục đã học và cách xóa thư mục ở câu B. Và sau đây là các bước thực hiện: tạo một thư mục và đặt tên cho thư mục. Sau khi tạo xong, chúng ta nhấn phím Enter hoặc nháy chuột ra vùng trống. Tiếp theo, chúng ta nháy chuột vào thư mục vừa tạo, nhấn phím Delete ở trên bàn phím. Nếu máy tính của các em xuất hiện cửa sổ yêu cầu việc xác nhận xóa thư mục thì các em nhấn phím Enter. Cô và các em đã vừa tìm hiểu về thư mục và các thao tác với thư mục. Qua bài học ngày hôm nay, em cần ghi nhớ thư mục là nơi lưu trữ thông tin trên máy tính. Trong thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau. Việc tổ chức các thư mục trong máy tính hợp lý sẽ giúp em lưu trữ, tìm kiếm thông tin dễ dàng và nhanh chóng. Nhiệm vụ của các em sau bài học ngày hôm nay đó là sẽ thực hành các thao tác tạo thư mục, mở thư mục, đóng thư mục và xóa thư mục. Và đọc trước cho cô bài số 7, làm quen với Internet, trang 31, sách giáo khoa. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.